Nhận được tiền chưa? Hả? Ờ? Thế vừa mày báo chuyến cho mày 40 triệu đấy. Thấy Facebook bị lỗi đăng nhập, thanh niên tàn ác gọi điện trôn cháu. Tối qua nhiều tài khoản Facebook ở Việt Nam gặp tình trạng bị đăng xuất hàng loạt, không thể đăng nhập trở lại dù nhập đúng mật khẩu. Thế nên thanh niên trong đoạn clip dưới đây đã tranh thủ lúc cháu của mình không nắm rõ tình hình, tưởng Facebook bị ai hack nên đã tàn ác gọi điện trôn cháu một vố lên tận trời mây. Bay ơi bay. Thế vừa mày báo chuyến cho mày 40 triệu đấy. Mày nhắn tin cho tao bảo là chuyển cho cháu 40 triệu thì mai thì ngày kia cháu đưa đi. Thế vừa mày nhắn tin tao đây. Chuyển chỗ đâu? Thế vừa mày nhắn tin Facebook đấy ô. Lỗi đâu? Tao thấy cái tin nhắn Facebook của mày nhắn tin cho tao của là cho cháu mượn 40 triệu rồi. Đâu? Cháu có mượn đâu? Thế Facebook mày đâu? Cháu đâu không phải cái này. Thế mày bị hack à? Ủa tính nhưng mà số tài khoản là Hiển, tên là Hiển đây. Mày thế mày bị bao giờ? Mày đang giết tao rồi. Tên Hiển thì tao chuyển luôn đi. Chú cháu 40 triệu tính gì? Ui thế mày giết tao rồi. Chịu mày. Mày phải thông báo lên đi, bây giờ mày bị hack thông báo lên chứ đi. Ui giời ơi, chết tao. Gọi bây giờ thì Facebook của mày nhắn cho tao thì tên là Hiển nữa thì tao còn gọi cho mày làm cái gì. Mày về no thôi chứ tao chịu lắm. Người tàn ác thường sống thảnh thơi. Ngay sau khi thanh niên đăng tải đoạn video này đã khiến cư dân mạng cười xỉu lên xỉu xuống. Nhiều người còn cho rằng tối nay thanh niên tên Hiển này sẽ khó mà ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.